còn gì nữa đâu mà mơ ước cả trong đời.
Người nói
Đồng ý ca. Đồng ý ca. Trời ơi. Đồng ý ca ơi, ôm thấy ánh máu thắm đỏ dinh đi. Lòng tiểu đệ tình đảo nung chua xót. Nhớ năm xưa tiền đồng tịch kiến bằng công lao. Hậu lâm quy đã bất kiến nghĩa đệ huynh. Trời ơi, nhưng mà đám anh hùng thì đâu có ngại lẽ tồn giống. Nhưng mà chết tức tưởi ngàn thu còn chi hận. Em cầu chúc cho hương hồn anh được siêu diễn ơi. Miền là cảnh thời có câu xanh gì tương tử gì thần. Đơn gì ca nếu kiếp này thì mong ba đồ dương anh công đắc kỳ sở nguyện. Thì em tin tưởng sau này anh báo hận thù ở kiếp lại sinh. Hiển hồ cái kiểu gì mà giờ này cũng không thấy tới nữa hả? Trời đất quỷ thần em... ơi, anh hẹn hò cái kiểu gì mà giờ này mới tới vậy? Thì anh hẹn em 7 giờ để... À, giờ này mấy giờ rồi? Anh bị kẹt xe ở ngoài Bình Thắng á. Trời đất ơi, anh nói em ơi sửa soạn cho đẹp mình đi xem cải lương. Đúng rồi. Trời ơi, giờ này muốn tản giãn tuồng rồi. Thôi. Phải, tại anh kẹt xe thiệt mà. Anh đi chơi với cô khác đúng không? Không có mà, nói thiệt đó. Thôi, em không có tin đâu. Không có tin mà. Em không tin, anh tin đi mà. Anh nói thiệt đó. Em không có tin. Anh nói gì cũng vậy thôi à. Em cái gì nữa? Thôi cho anh xin lỗi nha. Tại anh kẹt xe thiệt mà. Tha thứ cho anh lần này nha. Xin qua đây nè em, xin qua đây nè. Qua đây, qua đây. Thôi đi. Người ơi, xin đừng nổi câu chia lìa. Tình ta vẫn nồng say cho dù cánh chia đôi đường. Tình ta dù cho cay đắng lắm nhiều trái ngang. Anh vẫn yêu em, chờ em đến muôn ngàn sao. Hỡi chi thêm nhiều khi mà lòng anh gian dối. Không có mà. Bao kỷ niệm tình ta bên giường qua ấy có mi xám dần trôi có gió chiều nhẹ nhẹ có những cánh chim đơn đang bay về tổ ấm thì em hỡi em ơi dù biết rằng yêu là đau khổ nhưng không yêu lòng anh càng khổ lụy. Dù cho vật đổi sao dời, em ơi trong những ngày qua hai đứa mình ở hai nơi nhưng tất cả chân tình vẫn gửi về em. Thì em ơi đừng nói chia ly để mà chi cho lòng anh thêm u sầu cho tình đầu phai dở dang. Chưa hấp dẫn anh nữa hả? Không có em gì ở đây nữa hết trơn hết trọi á. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Gì nữa em? Anh nói xa đi trắng đen một lời. Có gì mà đành gian dối? Có gì mà đành gian dối? Anh không hề kết tội em đâu. Thôi đừng nói nhiều anh ơi buồn thế. Xin thề
không hề gian dối. Xin thề một lòng chung thủy, lòng anh đây chỉ có mình em. Anh nói mình đã yêu nhau yên đến ngày sau không sao tới đôi chìm nơi phong trần lần đơn giản trung chưa tuy phương đến ngày tông chân em vẫn yêu hoài yêu mãi không phải lời đòi yêu ai đến nay chưa phải chưa nhận từng buồn nghe anh chờ nghe anh trách nghe anh cho mất thế yêu cho anh trong những đêm buồn đau. Phần số anh thương đế đã an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu, anh thương bao rằng tình cảnh vừa giống gai. Em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Con đường mòn đã quen lối chân qua
và chào bà. Ông là ai? Tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày khốn khổ à? Vâng. Vậy mà tôi cứ tưởng, vậy hôm nay ông đến đây để làm gì? Xin bạc tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi tới đây không phải dụng ý để khất thực hằng ngày. Vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cầm ngay, gã mày hỗn láo, ông là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ, kẻ khốn nạn này là ai? Hả? Chồng bà? Dương Thảo là... Bà ơi, em gian anh chưa tới gần. Vì sao? Vì sao chưa gặp lại nhau mà em lại hững hờ xa lạ? Tại sao? Tại sao già Dương Thảo là... Bà ơi, tại vì bản thân em giờ quen ngô nên đành phải quay lưng. Mặt trốn chạy người xưa. Trời ơi, để có quên đi chuyện tình ngang trái. Dù thảo là có dù lòng em vẫn còn thương còn nhớ. Vẫn kỷ niệm vui buồn Thảo Lan. Trời ơi, thì tại làm sao vừa gặp lại nhau mà em chẳng vui mừng. Bà ơi, anh hãy xem em như người bội bạc. Vì sao? Vì hiện tại tâm tôi cứ sợ cứ lo cho người. Tôi không phải năm chờ tháng đợi, sợ từng cơn gió đẹp, sợ lúc trời đổ mưa giông làm cho ai lợt hồng môi tâm mắt biết kém xanh tóc mây và dưới bao nỗi nhớ niềm thương đây đứt con tim làm cho ai ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh dài tháp theo thương đời qua lạnh lẽo chốn cô phong. Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở của đời tôi, là giọt máu giữa tim hồng. Dưới những trận xôi đòn tường đâu nát tan thân xác, cũng đâu bằng nỗi dai dứt ở lương tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân, nên sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người. Sao cho nàng bảo hiểu được lòng của tôi? Trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại xác bướm với cành lá. Cánh lan đã sớm phai mau, còn đâu một áng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa. Hãy subscribe.
lại trở thành bông đốc như trời ơi. Bà ơi cho tới nay tôi mới biết tôi lầm thì xây lâu đài yêu đương trên bài ca. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai nhan sắc, nhưng nào ngờ bà vẫn vui cười trên gấm lụa vàng son. Xin vĩnh biệt trong bao. Dạ hết rồi chị ạ. À, mong tất cả quý vị hãy dành cho anh em một tràng pháo tay được không quý vị? Dạ, anh em xin được cảm ơn rất là nhiều. Quê ơi, sao em vội bỏ anh ra đi một mình trong đêm vắng canh khuya âm thầm lặng lẽ. Em gửi lại cho anh nhất dần thơ tay lời nhắn gửi em xem chuyện tình yêu như bọt nước dưới chân cầu. Một chuyện tình buồn anh biết phải về đâu. Đã hết rồi câu ân ấy đổi trao, mình sống bên nhau như thế ra không hồ. Thì tôi chúng mình cách biệt là hơn biết nói. Và các ban quý tế của toàn thể ông bà cô bác các vị khách mời kính mến đã gửi gắm toàn thể ban nhạc và ban nghệ sĩ phục vụ tối đêm nay. Mình hết nợ duyên là do nơi số phận, chớ phải mình xa nhau bởi nhận cho kiếm tiền.
thân đi tôi bề tình nhớ riêng thu cách nghe nhau ai đem chuyến thương đau mà lệ sầu lại cho mộc mạc quê mùa mà tổng trân thương em
để em mặc áo vào cho chị nha. Trời ơi, chị mặc thiệt là vừa thiệt là đẹp vậy đó à. Sư tử à, ngoài bác Hải Long còn có bà con sớm dưới, sớm đầu trên cũng như là sớm dưới. Lời nói không có bài vui, cái sống chạy khi biết xe khô mắt ta đầu đội khăn nón tóc nhét nắng, sợ anh chơi chị là cô gái quê mùa cưới về ba bữa anh đuổi xô ra đường. Ôi nghe lời của chị, em thương chị biết bao nhiêu. Vì mồ côi cả làng đều nuôi dưỡng. Khi nghe có bao giờ xem chị cũng coi đâu. Đi lễ chùa nè, hai chị em cùng bưng quả nếp. Khi cầu duyên cũng đều bởi cái tính thật thà, chị hai thái em săn sóc cho mẹ già, một lãi này em đã tạ ơn sâu. Quân sĩ đâu rồi? Dạ. Hãy giam cổ Thạch Thiên vào trong ngục tối để sáng mai này đưa Khắc Thiên Kiều về quê hương Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ. Em không về Mông Cổ. Nếu như em không về Mông Cổ thì tên Mã Phu kia chịu cực hình kinh nghiệp nhất. Khổ thật xin. Tiểu thư ơi, nếu như tiểu thư còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thư nên về lại với quê. Oh, lại đây.
Thác Thiên Kiều. Ủa? Họ đã đi hết rồi. Họ đã đi hết rồi, nhưng mà người ấy là ai? Quen hay lạ mà tại sao em lại khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Mới gặp gỡ người ta lần đầu, vậy mà chiều nay người ta đi xa em lại buồn. Chứ còn anh nè, anh đã sống bên em từ thời ấu thơ. Thiên anh Kiều xa. Ơi, cảm ơn chị. Nếu như anh vắng em rồi, anh biết phải làm sao đây? Anh kêu xa, yêu nhau là có tội phải không anh? Coi không em hỏi Văn Cường biết liền à. Những cộng đau em yêu nhau không bao giờ có tội. Vì thế nên anh muốn nói tiếng yêu ai. Từ 7 năm qua anh vẫn còn ôm ấp mãi trong đâu yêu nhau em hỏi anh.
công rằng điền tình sao anh thì anh nói anh chung tình, điền là hư vô xin lỗi anh không cần, chỉ cần yêu nhau anh chấp nhận thương đau. Rồi ngày hôm sao anh thì anh nói anh yêu tiền, tiền là thiên liêng chung thủy thôi đâu bằng, đừng giận anh nhé. Anh chuộng tiền làm sao để đổi diện với thương đau, đành nghe ngào ôm hận tôi. Ngày tháng bên nhau trao niềm vui ngắn ngủi, anh vội vã quay lưng quên hẹn ước bối băng đầu. Tôi không giữ được tình yêu, người ở bên người tôi đêm bước cô liêu, cầm nhấp qua được vàng son không mua được đâu người. Anh đỡ bỏ đi tuổi đôi mươi đời con gái, tôi bất lực vì nghèo tình đâu ai bán cho mình. Em nghèo tiền anh toan tính sẽ khinh, giận bởi nhân tình thế thay, sống sao cho phải với lòng tình em giờ chân đánh đồng nghĩa nhờ. Vì dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lèo. Trời ơi, ngủ đi con quỷ. Giờ này mà mày chưa chịu ngủ để tao đưa quýnh bài. Mày ngủ đi để tao đưa quýnh bài. Mình ơi, mình à. Mày đã ngủ sai rồi. Tao sẽ giữ tư tố cáo mày với nhà chức trách cho mày ở tù gục xương. Kính gửi, kính gửi ông Cò Bằng thanh tra mật thám. Tên tướng cướp bạch hải đường không ai khác hơn đó là Đặng Hoàng Minh, bạn học cũ của ông. Nhận được tin này, ông hãy lại căn nhà số 999 đường Sương Nguyệt Ánh. Chiếc nhẫn hột sòn của vợ ông nó giấu dưới gối nằm của con nó. Chào ông. Con ơi, con hãy ráng ở lại với thằng cha ăn cướp của con. Rồi con theo nó vô tù mà ở. Má đi về với ba mới của con nghe con. Hay nói đúng hơn là tao đi theo trai đó. Má đi nha con. Sao bạn mặt mà giống Hoài Dương mất kiếp à. Má đi nha con. Dương. Dương à. Trời ơi, thiệt tình ơi. Trời đất ơi. Nên con. Ai dí dầu, dí dầu tình bảo muốn thôi nó khóc cái lòi rúng luôn rồi trời ơi. Nến đi dí dầu tình bảo muốn nến con nến con nến chờ bà chút. Nhung à. Nhung. Trời ơi thì khổ hết sức. Vợ với con tối ngày cứ cờ bạc hoài. Đi làm về ngủ cũng không yên. Trời với chậm gì của ai đây? Kính gửi ông Cò Bằng thanh tra mật thám, tên tướng cướp bạch hải đường nó không ai xa lạ, nó chính là bạn học cũ của ông. Như vậy là
Nhung đã tố cáo tôi với nhà chức trách. Nhung, Nhung, Nhung! Trời ơi! Nhung ơi! Nhung ơi! Sao em đành đoạn bỏ ra đi? Khi con thu nó mới vừa tròn 2 tháng tuổi, trong khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một đời anh không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chăn sẻ gối. Giết chết hai cát. Bây giờ tôi phải đi nạp mình với nhà chức trách. Anh Minh. Ai? Minh ơi. Tiếng của ai đó? Anh đi đâu? Nhung, Nhung. Trời đất ơi. Em sao vậy vậy? Trời đất ơi. Nhung. Minh. Nó đâm em trúng chỗ nào mà máu ra nhiều dữ vậy trời? Nhung, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại em, tỉnh lại. Có anh, có anh. Bình tĩnh lại em. Nhung. Anh Phương đi nè. Anh ở lại đây với em nè. Vô tình nghe chúng ta giữa đường chán dần. Nhung. Những kỷ niệm của 3 năm hương lửa vẫn còn mang chất nặng ở trong. Nhung, tỉnh lại đi em ơi. Nhung. Một khoảng thời gian trắng vui mặn nồng, nay anh về rồi, âm tình lấy chết gỡ linh hồn không vui ta. Nay anh về rồi, cần gặp mặt con, nó khác. Máu nó ra nhiều lắm rồi. Tỉnh lại đi em ơi. Trời ơi. Nó đâm bằng cái gì mà nó tét con gan mà máu nó chảy quá trời luôn. Đứng dậy em, ráng ráng đứng dậy em. Nhung ơi. Em đừng quên anh là tên tù trước ngục. Suốt 20 năm qua biệt xứ. Gặp lại
hết hờn hết giận. Anh thèm, anh thèm nghe tiếng khóc của trẻ lớn. Còn thù con của chúng ta bây giờ nó có chồng chứ em, liệu nó gặp lại anh nó có nhận ra tình thâm phụ tử hay nó vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Cho anh thêm nhớ thêm thương chàng chưa lệ thâm tình. Tình này em Nhung, anh hãy đi đi. Không, anh không thể nào bỏ em được. Nhung, nhà chức trách tới rồi kìa, nhà chức trách tới rồi. Em hãy đi. Anh hãy mau đi. Không, đi. Nhung, Nhung à, tỉnh lại đi em ơi. Nhung, tỉnh lại em, tỉnh lại Nhung. Mỹ Hạnh hạ nhẫn tâm sao? Chính tôi đã giết chết hai căn, giết một con cưa ghẹ mà 18 năm chung sống với tình chồng như thế giới. Một lỗi lầm tôi rửa sạch hết không mang. Nhung, hai căn đã chết đi rồi, yên phận của nó. Tôi cũng sẽ chấm dứt cuộc đời của tôi. Lần cuối cùng, anh nghe rõ chưa anh Bằng? Lần cuối cùng của một người sắp chết. Nhung mà nghe anh nói, cầu xin anh hãy cho anh gặp lại. Tỉnh lại em ơi. Đó là ân huệ cuối cùng của tôi. Nhung, anh nghe rõ chưa? Tôi là thủ phạm. Tôi là thủ phạm. Nói kể từ đây anh bình an ngồi lại. Nhung, gặp mặt cũng ngồi nhìn đi. Nhung, 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 Nhung. Mà bến bộ má xin tôi ngày qua, má thương con xin má hãy thương ta. Cho một thằng con đầy tôi lôi, ngày má mất con không nghe một lời trách trôi. Không được nhìn mặt má lúc nhập quan, không tự tay mình đôi chiếc buồn tan. Không được đốt dài nén nhang trên bàn thờ của má, con không được đắp cho má một năm không một lại đã đến trước giờ tự biệt thân lê bóng của ta đôi dược mấy chục năm nay. Trong I'm
của má từ trên trời dòng xuống. Thấy từ dưới đất giáng lên mà con nghe giáng rền như sóng về. Hay tiếng thê lương từ trái tim con réo gọi, hay má về đây để hài tôi sợ ánh mặt trời, con sợ gặp những người. Nay là ngày má mất đã tròn năm, con về cùng má một mình bên mồ lăng. Đây là trầu cao, là bông quế trắng với mây đen nhạt, con xin lại má cho con để ta buồn mà. Còn lặng lôi cay đắng muôn đời vất vả nuôi con. Khi con lớn con không làm đồng tu phụng dưỡng nghĩa sinh thành khổ quên tổ chỉ chữ cùng lao. Anh chị về miền Hà mấy lần quang trời miền Nam.
nghèo em nào dám nói gì hơn, chỉ cầu mong sao mình có nhau mãi mãi. Nhưng anh cứ đi như nước rồng bỏ bài, em ở nơi này kìa đã đợi chờ anh. Anh ơi xin hãy quay về nơi này ngã ba dòng sông để dàm cỏ trong xanh, phía bên kia là dàm cỏ tây đang ngã phù sa, ngã ba sông dàm là nơi tình yêu gặp nhau, nay cũng nơi này gặp nhau mối tình đầu tiên. Anh ơi có phải quê em nghèo nên anh chẳng mang theo bằng chua với mắm trong miệng, anh đang vui nơi vườn hoa đô hội, có còn nhớ cô gái quê mùa chắc gà đợi chờ anh. Thuận Mỹ Châu Thành vừa nước dặn dương xanh, ban giữ đất cho mùa thơm về con, nước sông mới và một màu xanh tâm cho thêm giọt mồ hôi của mẹ lăn trên giày, cho mỗi chuyến hàng em bước nhanh thêm khi ánh nắng chiều soi bóng ngã nghiêng nghiêng.
đàn ơi hãy vang lên bài ca chiến thắng. Mái nhà rông hết trắng bóng những chàng trai, men rượu cần chưa uống đã gà say, án mây chiều hết bận khuân cùng ai thương nhớ. Tiếng đàn trưng là tiếng lòng em đó, hãy ngân vang lên khắp buôn. Còn nghe giọng vang trong gió tiếng ngàn xưa và tiếng của mai sau trong khúc khải hoàng ca qua mây cung đàn. Dạ cảm ơn. Mỗi tên thần dương đã bay xa, ta múa ta ca ca mừng ta đóa đón mặt trời lên tạo nước chung nguồn. Chào mùa xuân, mùa xuân vui khắp trên buôn làng. Rừng núi quê ta từng bừng tiếng nhạc khen, dù chưa dời đã sai chén rượu rồi. Tây Nguyên điệp trùng rình sắc ta đó, giữa mây trời lòng gió thơm.